Các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm và Mỹ Đình sẽ được chuyển thành các bãi đỗ xe công cộng và bãi trung chuyển. Trong đó, bến xe Giáp Bát, Gia Lâm sẽ đóng cửa từ năm 2020, hai bến còn lại dừng hoạt động từ năm 2030. Đây là một trong số những nội dung đáng chú ý trong quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vừa được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội hoàn thành và đưa ra lấy ý kiến các sở ban ngành để thực hiện ngay trong năm 2017. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Hà Nội cũng sẽ xây dựng mới 6 bến xe khách liên tỉnh gồm Nội Bài, Đông Anh, Cổ Bi, Phùng, phía Tây, phía Nam và duy trì hoạt động bến xe Yên Nghĩa.